Bình thường thì em hay quan hệ như nào? Cứ ai biết đóng gạch là em tuyển về rồi. Cứ ai biết đóng gạch là em tuyển về rồi. Rồi, mời em ngồi. Rồi, anh có xem qua CV của em ấy. Em có thể nói cụ thể hơn về cái công việc trước đây em làm ở bên công ty gần nhất không? Công việc của em trước đây thì đơn giản lắm anh. Em tuyển cho nhà máy gạch mà. Nên là cứ ai biết đóng gạch là em tuyển về rồi. Cứ ai biết đóng gạch là em tuyển về rồi. Vào đi các em ơi, chia sẻ cho thầy đây. Thế thôi à? Vâng. Hơn nữa là em nghĩ là cái quan trọng nhất trong tuyển dụng của em là quan hệ với ứng viên. Quan hệ với ứng viên à? Vâng. Bình thường thì em hay quan hệ như nào? Tức là mình sẽ phải đi ra ngoài để gặp rất là nhiều ứng viên nha anh. Để tìm người về để đóng gạch cho mình thôi mà. Theo em thì tuyển dụng là tìm người cần việc cho nơi cần người. Thực ra thì cái ý hiểu của em về tuyển dụng nó cũng không hoàn toàn sai. Tuy nhiên thì nó không đầy đủ. Tuyển dụng sẽ bao gồm hai công tác, tuyển mộ và tuyển chọn. Thì trong cái công tác tuyển mộ có rất nhiều các cái nguồn khác nhau để mình tìm ra được ứng viên đấy, cũng như là tiếp cận đến họ. Cái thứ hai là liên quan đến công tác tuyển chọn. Ví dụ như FPT bên anh thì sẽ có các cái vòng tuyển chọn khác nhau. Từ cái công tác tuyển dụng bên anh sẽ có một cái bộ khung năng lực dành cho em sau khi mà đã nhận em vào rồi. Và về sau này mình sẽ xây dựng các cái lộ trình đào tạo phát triển. À thế là anh, thế em tưởng là tuyển dụng chỉ cần tìm người về thôi. Đấy là các công ty khác. Còn với FPT thì nó cũng có những cái sự khác biệt. Ngoài công tác tuyển dụng ấy, anh sẽ làm nhiều hơn thế. Ví dụ như là quan hệ với trường học và tổ chức các cái hoạt động sự kiện thu hút các bạn sinh viên quan tâm đến FPT. Nếu như mà em apply vào thì cái công việc chính của mình vẫn là tuyển dụng. Ngoài ra thì mình sẽ sản xuất những cái content này, hay bên anh gọi là employer branding, làm những cái phần thương hiệu tuyển dụng của tập đoàn, bao gồm những cái phần ví dụ như là kênh online thì mình sẽ phát triển các cái kênh để thu hút các bạn sinh viên hoặc là các cái nguồn ứng viên mà mình đang hướng đến. Ngoài ra thì mình sẽ có những cái phần offline như là tổ chức sự kiện tại các trường học, tại các cái job fair đó. À em hiểu rồi. Tuyển dụng FPT làm nhiều việc như vậy thì chắc là lương cao lắm ấy nhỉ?